Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hôm nay mình có mặt ở xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Và đây là ngay trung tâm xã luôn ha. Và ở Lâm Sang thì mình cũng quay nhiều rồi, tại vì nó chắp ranh nhưng mà bên phía Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, nơi mình sinh sống. Thì hôm nay là cái mảnh đất này nó theo mình nghĩ nha, nó rất là phù hợp với nhiều người anh chị. Tại vì nó hơn 1.000 mét vuông ha, là một cái khoảng diện tích rất là phù hợp để làm một cái ngôi nhà vườn. Và đặc biệt ha, có sẵn thổ cư và gần ngay trung tâm xã luôn ha, và cũng là có dân cư bao quanh. Để mảnh đất thì cao ráo bằng phẳng đẹp ha, sẵn thổ cư để phù hợp để mình xây nhà và trồng cây ăn trái ha, làm một cái khu vườn nho nhỏ đấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay review chi tiết nha, và đặc biệt là giá thì chỉ có phân tính bằng tiền trăm thôi ha, vài trăm triệu là chị sẽ có được mảnh vườn có thổ cư ở ngay trung tâm của xã luôn đấy. Ok, bây giờ mình quay chi tiết ha, anh chị nào quan tâm thì nhớ xem nha. Đi về cái thông tin vị trí mình nói rồi ha, Lâm Sang, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Bây giờ là mình sẽ nói về sâu về thêm về cái vị trí này và báo giá luôn ha, để chị mình tiện theo dõi. Thì ở đây nếu mà đi về thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ mất khoảng tầm đâu đó là 75 ha, hơn 75 đến 80 cây số ha, đi khoảng tầm 2 tiếng đó. Thì ở đây đó anh chị, đất mình nó nằm ở cái đường cục anh chị nha, ở đường cục luôn, tức là đường nhà nước nó hiển thị vào tới đất luôn đó, nhưng mà nó không mặt tiền nha anh chị. Đây nghe xe bên đậu chính là nghe đường ha, đó đâm vào đây chính là khu đất mình anh chị. Ở đây á nó ngay trung tâm xã, mình đi khoảng tầm 2 ha, tức là đất mình nó có một khuyết điểm là không phải đường nhựa ha, cũng không phải đường bê tông luôn, mà là đường đất thôi đó. Thì từ đất mình đi ra đường đất khoảng tầm 200m là sẽ ra đường bê tông, và từ đường bê tông đó đi thêm tầm 200m nữa sẽ ra trục đường nhựa, mà đường chính nha chị ha, đường liên huyện, đường Trương Định. Và tiếp tục ra đó quẹo phải đi thêm tầm 200m nữa là sẽ ra ngay đường tỉnh lộ 765, và ngay đó chính là ngay ngã ba chợ chị ha, ngay trung tâm luôn, tức là ủy ban, trường học, chợ, dấu sứ, điện máy xanh này nọ đầy đủ hết. Nói chung là từ nhìn chung là từ đất bên đi ra trung tâm thì khoảng tầm 600m ha, khoảng tầm 5 đến 600m là mình sẽ có đầy đủ hết tiện ích luôn đó. Và dân cư thì đây ngay đó là dân cư ngoài đó chị, ta là vừa ra tới nhánh đường đất ngoài, nói chung là ngoài kia xíu ha, tầm 100m là có nhà ha, nhưng mà khúc này cây tre rồi đó. Rồi đây nè, phía sau mình cũng nhà nè, ở nhà nè, ở đây cũng nhà luôn ha đó. Chung là đây dân cư thì không quá đông đúc đâu, nhưng mà xung quanh đều có nhà chị ha, tại vì ở đây là nhà vườn mà, nên là mỗi nhà cách nhau vài chục mét vậy đó. Nói chung là cái vị trí theo mình đánh giá là rất là đẹp ha. Nó chỉ có khuyết điểm là con đường thì từ đường bê tông vào đây thì cảm thấy là đường đất nó không được rộng rãi cho lắm ha. Dĩ nhiên là ô tô gầm cấp, gầm thấp, gầm cao gì đều ok ha. Đây cái đường đó là bên đây ha, đây đường cũng khoảng được 3m ha. Còn cái khúc này anh chị là cái phần đất của người ta, một phần đất nhỏ thôi, một phần đất nhỏ giáp suối. Cái mảnh đất này thì theo mình thấy là nếu anh chị mình sau này mình về mình đàm phán mua luôn đi nha. Tại vì cái miếng đất này cái hậu của người ta có mấy mét thôi à. Nè, từ mấy đường nè, đụng tới đây, cái mấy suối nè anh chị. Suối này thì nói chung đất mình là giáp suối gì nha, nhưng mà suối này suối cạn, suối này mùa khô. Mùa khô như thế này, cao điểm mùa khô là nó không còn nước nữa ha, chỉ có mùa mưa với đầu mùa khô thì có nước thôi. Đó thì từ mép đường đó ha, vô đây là chỉ có cái miếng này theo mình thấy hình như là chỉ có tầm 6m ha, 6m chiều dài thôi, nên là cái miếng này thật sự là cũng chả ai mà ở đâu. Nên nếu anh chị mình có điều kiện mình mua luôn miếng này thì nó sẽ đẹp ha. Nói chung là mình sẽ mua được cái giá rẻ đó, chắc chắn luôn. Đó, thì đó là cái chuyện tương lai ha, còn chuyện mà mua không mua thì tùy anh chị thôi. Đó thì đất mình là đây. Từ cái đường này ha. Đó, đây đường nhà nước rồi ha. Đó, đường nhà nước nè. Đó, nghe xem đậu nè. Thì chọt vô là nguyên mảnh đất mình ha. Nói chung đất mình khá là vuông. Khá là vuông đó chị. Rồi từ cái đường đất này đi ra khoảng tầm 200m là sẽ ra đường bê tông ha. Đó, chị thấy nhà dân kìa. Đó, nhà dân đó ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ báo giá luôn đi nha, để chị mình tiện gọi là theo dõi thêm. Nếu mà thấy giá ok thì mình sẽ làm việc tiếp ha. Thì hiện tại ha, bên phía chủ đang mong muốn bán cái đất này. Qua chưa nói về diện tích nữa, mà thôi báo giá luôn đi. Thì tại là chủ đang kêu là 700 triệu ha. 700 triệu là anh chị sẽ có được mảnh đất có tổng diện tích là hơn 1.000 ha, chính xác là 1.114 mét vuông.
ha, 1114 mét vuông, và đặc biệt là trong đó có sẵn 100 mét thổ cư ha. Đó, chỉ 700 triệu thôi. Và cái giá này thì theo mình nghĩ là chắc cũng còn bớt thương lượng nhẹ nha anh chị. Đó. Đó là tính ra là không tới 700 triệu là chắc chắn là anh chị sẽ có được cái miếng đất vừa có thổ cư ha. Thì hôm nay mình đang quay á là bên phía chủ có nhờ bên xe họ tới họ dọn cỏ cho anh chị ha. Tức là bây giờ mình mua mình khỏi phải dọn cỏ. Nó sạch sẽ sẵn hết rồi. Đây. Đó. Thì cái đất mình ấy, đây, đường chọc vô đây nè anh chị. Nhưng mà cái phần đây có cái cà cọc này nè. Tại vì phía sau mình có một miếng đất nữa ha. Thì họ cũng có một cái, đây. Đó. Cái này là đất của người ta chị ha. Đó. Thì cọc mình từ đây ha. Hàng cọc này nè. Thẳng xuống dưới. Và ngang ra ha. Ở kia có cọc. Nói chung là đều có cấm cọc ranh giới chị ha. Chưa có rào thôi. Còn cọc ranh giới thì rõ ràng hết. Đây. Đó. Đây 3 mét là vô đất của người ta nữa ha. Còn đây nói chung là coi như giống như là mình được hai mặt tiền đó anh chị. Ấy là mình thêm mặt tiền bên đây nữa đó. Nhưng mà đây là cái đường vô đất ta ha. Mình đất mình thì chỉ ngang từ ngang cái đó, đây thẳng thêm cọc này xuống thế kia. Rồi ngang ra đó, cọc kia kìa, thẳng ok. Đó. Rồi thẳng xuống đây. Đó, thì đây giáp cái bờ suối ha. Đó, suối cạn. Xuống này mùa khô hết nước rồi. Đất mình thì nhìn chung nó khá cao chị ha. Nó hơi thoải thoải lên nè, chị thấy không? Đó. Đây mình đang đứng ở ngay chỗ này là ngay chính giữa đất luôn nè. Đó, chị thấy không? Đã được dọn cỏ hết rồi nên là nhìn khá rõ ràng ha. Đó. Những chỗ chưa dọn là đất của người ta ha, còn dọn rồi của mình. Đấy, nhà cửa xung quanh nè. Nhìn chung thì hơn một sào mốt thì mình thấy cực kỳ phù hợp để làm nhà vườn ha. Đó, đất này thì vậy, đất đen ha. Đất đen, có pha ít sỏi. Đó, mình phải cất một cái nhà tới có 100 thổ cư rồi. Cất cái nhà dạng như là nhà cấp 4 hay là nhà máy thái chứ mà thổ cư rồi thì mình xây nhà to cỡ nào cũng được ha, thậm chí là xây biệt thự. Đó, nhưng mình nghĩ thôi, ở đây mình xây nhà cỡ máy thái hay máy nhật á, sau đó là mình trồng cây ăn trái lên, tại vì chuẩn bị tới mùa mưa rồi anh chị ha. Đó là ok ha. Chứ là mình rào lại hết ha, nói chung mà có cắm mốc ranh giới rồi. Đó, nhưng mà chưa có rào. Thì mình về mình rào nếu mà tùy điều kiện kinh tế mình. Mình rào B40 hay là mình xây tường tùy. Đây, quay lại cho chị xem toàn cảnh nè. Hơn 1.000 mét vuông ha. Có 100 thổ cư sẵn và đây kêu giá bán là 700 triệu ha. Có thương lượng nhẹ. Gần ngay trục đường chính trung tâm luôn. Bây giờ là mình sẽ ba la cam lên luôn nha. Tại vì đất mình thì rõ ràng quá rồi. Ba la cam lên để thấy được cái vị trí mình nó đẹp như thế nào ha. Nói chung là cái khuyết điểm là đất mình là đường đất thôi ha. Và đường thì đắp như tới đất. Mặc dù đường đất nhưng mà đường nhà nước ha. Nên yên tâm về vấn đề và pháp lý ranh giới. Đấy. Xe mới cào xong ha. Sạch sẽ rồi anh chị ha. Dùng mà đất mà làm xong sạch sẽ hết là nhìn nó đẹp ghê. Bằng phẳng ha. Cao ráo đó, cái suối nè. Suối cạn ha. Mùa mưa mới thấy nước. Rồi. Xem lại cam nha. Rồi, đây ha, mình vẽ cho anh chị hình dung được cái đất mình nè. Đấy. Nói chung là vuông vắng ha, cũng khá là vuông đó. Chủ họ đã dọn dẹp sạch sẽ cho mình rồi. Cái xe mình đậu là ngay cái đường nhà nước chọn vô đó anh chị. Đó. Đây. Đó, bây giờ từ đường đó chị em. Đi khoảng tầm hả 100 mét là dân cư xung quanh nè. Quẹo ra cái đường dẫn đường đất ha. Đó. Đây đường bê tông mà chị ha. Bên cách đường bê tông này là 200 mét. Quẹo phải thì vô khu dân cư. Còn quẹo trái thì sẽ ra ngoài đường nhựa chính, đường liên huyện Trương Định ha. Đây đang đi ra rẽ trái đường bê tông nè. Đi thêm tầm 200 mét nữa. Đó chính là trục đường liên huyện nè. Đó, và tiếp tục ra đây 200 mét nữa ha là vô trung tâm xã luôn. Mình là thuộc ấp 1 ha, ấp 1 trung tâm nên là ra trung tâm rất là gần. Đó, bên kia đường số 5 bên kia đường số 5 chính là hồ sông Rây ha. Mùa này thì hồ này nó mùa khô nước á nên nó không đẹp lắm. Đây mình đang đứng ở đường Trường Định nhìn thẳng vô đất mình nè. Cái hướng này là mình đi thẳng cái
mạch luôn là ra ngoài Long Khánh luôn chị ha, ra ngoài quốc lộ E luôn. Cho nên là trục đường liên huyện kết nối tỉnh huyện Cẩm Mỹ và Long Khánh Xuân Lộc. Đây bây giờ mình đang vô đây đất mình ha. Đi hẹn đường bê tông này khoảng 200m nè, từ ngoài đường chính nè. Là mình đụng đường đất ha, rẽ bên phải. Đó, để bên phải đi thêm 200m nữa. Đó, là tới đất mình. Vị trí thì mình thấy rất là ok ha. Chỉ có cái là đường xá thì nó không được ok cho lắm thôi. Nhưng mà được cái là giá rẻ và có thổ cư sẵn. Anh chị cũng tha hồ mà xây dựng thoải mái ha. Đó, đang đứng ngay đất mình nhìn chị không, cũng dân cư bao quanh cũng khá là nhiều ha, chứ không phải là vắng đâu. Đó. Đây, bây giờ là mình sẽ quay cho chị xem sơ sơ ha. Đó. Dạ, nhà cũng nhà vườn nè, trồng cây ăn trái nè. Đó, có mấy cái dây điện, có mấy cái dây này là mình về mình gia cố lại ha, mình gác lên. Thì ở đây họ không có đi xe hơi nên họ để luôn vậy đó. Này mình về mình theo mình nghĩ là anh chị nên chỉnh trang lại xíu ha, dọn dẹp xíu. Nói chung đất giá rẻ thì nó sẽ có những cái khuyết điểm như thế này ha. Nhưng mà cái này thì xử lý cũng dễ thôi. Được cái thì đường vậy không? Đường này là đường đá. Nhưng mà đường này thì mùa mưa cũng không lầy ha, vậy không? Mặt đường là đường đường đá ha. Thì từ đất mình đi ra được cái đường đá, đường đất này nè là khoảng tầm 200m. Đây. Chị xem nè. Đó. Là đường bê tông ha. Đầu đường có cái sòi bự trái lủng lẳng. Đấy, bây giờ làm tiếp tục mình rẽ trái nữa ha. Đó, ra đường bê tông rồi. Thì rẽ trái đã đường bê tông này thì nói chung cái đường bê tông này cũng không lớn đâu. Đường này thì sẽ hơi đi thoải mái nhưng mà nó nếu mà né nhau thì nó sẽ phải tìm những chỗ mà nó có khoảng trống á mới né được. Mà không sao. Rồi cái là nó cũng gần đường chính anh chị. Đây. Ôm hết cua này là tới đường chính rồi. Đó. Chứ mà anh chị chính là đường trục đường nhựa liên huyện Trương Định á. Đấy. Thực sự nói chị luôn là tiền nào của đó thôi. Đó, vừa đất có thổ cư thì mà lại ngay trung tâm thì nó sẽ phải có một khuyết điểm là đường nó không được rộng rãi ha. Dành cho anh chị nào mà tầm tài chính vừa phải. Đây. Tức là từ đất mình đi ra đây là khoảng tầm 400m chị nha. Đó, ra đường Trương Định này 400m nè. Đó. Thì tiếp tục là mình sẽ đi thêm tầm 200m nữa ha. Đây. Là sẽ ra ngay trung tâm xã Lâm Sang. Đó. Thì thật ra là trung tâm xã này là mình nó quay nhiều rồi. Mà thôi, đây cũng gần mà, nên là mình quay lại cho chị xem luôn ha. Đó, ra ngoài đây thì khỏi nói rồi, đèn đường rồi đường liên huyện mà, đường lớn mà. Đó. Mà cái đường này trên tiếng Hoạch còn mở rộng nhiều lắm nha anh chị. Đây, chị thấy không? Nãy nhìn lại cam thấy rõ đúng không? Đó trung tâm nè, trường học nè ha. Đó. Ồ, trường học này đang được xây dựng mở rộng thêm chị, trường cấp 2 Nguyễn Hữu Cảnh nè. Đang được mở rộng thêm nè. Ồ, trường bự quá. Rồi đây là ủy ban luôn ha, ủy ban xã Lâm Sang. Đó. Ồ, ủy ban cũng đang được cải tạo đây luôn. Ồ, đang có một cái gọi là cải cách trường học rồi này nọ hết, bưu điện nè. Bán quán xá nè. Bên kia đối diện mình bên kia đầu đường kia là chợ ha. Chợ xã, chợ Lâm Sang. Đó, xích nhất đây là Bách Hóa Xanh nè. Điểm Hóa Xanh nè. Đó, tiệm thuốc nè. Ra đây rẽ trái là đi hướng về nút giao cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ha, đi về hướng Xuân Lộc, quốc lộ A. Còn quẹo phải là đi thẳng hướng biển ha, bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, chợ này anh chị ha. Đó, chợ này bán ngày đêm luôn. Đó, từ đất mình ra đây là đúng 600m là ra đây nha anh chị. Đó là chợ búa đầy đủ hết tiện ích luôn. Rồi, anh chị thấy cái vị trí này ok không? Nếu ok thì nhớ về mình cho anh chị xem cái phần pháp lý ha, sổ sách vị trí và thông tin quy hoạch sau nha. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem sổ ha. Đây, địa chỉ xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Diện tích là 1.114,1m2. Đó, có sẵn 100m thổ cư. Rồi, đây là cái hình dáng đất mình ha. Đấy, nói chung là khá là vuông vắn.
À, cái đường thì nó sẽ hiện thị ngay cái số 1 này anh chị. À, đây thì mình cho chị xem cái phần quy hoạch ha. Đây là phần quy hoạch nè anh chị. Đó, tức là đất mình hiện tại là quy hoạch đất trồng cây lâu năm ha, không phủ hồng nhưng mà đã có sẵn trăm thổ cư rồi nên cũng ok rồi ha. Đấy, cái đường nhà nước nè, nó đâm thẳng thẳng vô đất mình đây ha. Đó, nói chung là không mặt tiền. À, nhưng mà có đường dính vào đất mình ha. Đó. Đấy, cái đường này ra ngoài đường chính nè. Đó. Khoảng tầm 200m là ra đường chính này ha. À, tức là cách hai lô đất. À, là tới ra đường chính nè. À, đường bê tông ha, đường bê tông thì tiếp tục đi thêm 200m nữa sẽ ra đường liên huyện ha, liên huyện Trương Định. À, rồi đó là bẹo qua tay phải là ra ngay trung tâm xã, mình quay cho chị xem rồi đó. Và cuối cùng thì mình sẽ nói sơ qua về cái vị trí ha. Đó, thì cái vị trí mình là ngay trung tâm xã Trà Lâm Sang nè chị ha, ủy ban nè, trường học nè. Đó, đầy đủ hết tiện ích ha. Đấy, thì ở đây mình đi về thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ đi bằng nhiều đường ha, phải đi theo đường tỉnh lộ 364 này kết nối là quốc lộ 6 nè. À, để mà đi về thành phố Hồ Chí Minh bằng đường bộ cạn hoặc là đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây ha. Thế anh chị mình ngán đi quốc lộ 51 á thì mình lên cao tốc đi cho lẹ ha. Đó, nói chung là nhiều đường đi lắm anh chị. Anh chị mình nếu mà dùng bản đồ Google Maps á, mình cứ gõ tới là địa danh là chợ chợ Lâm Sang ha. Đó, đây. Đó, là tới đây thì vào đất mình chỉ còn mấy trăm mét thôi ha. Đó, 600 mét là tới đất mình. Đấy. Rồi thì anh chị nào quan tâm đang có nhu cầu muốn mua mảnh vườn này thì cứ alo mình ha, để được hỗ trợ hướng dẫn đường xá cũng như là dẫn đi xem đất, gặp chủ mình đàm phán thêm về giá nha. Rồi, xin phép chào anh chị, cảm ơn chị mình đã xem hết video này.